Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, sau khi Nga mở chiến dịch quân sự, Mỹ và các nước đồng minh trong khối NATO đã giúp Ukraina tăng cường sức mạnh quân đội thông qua nhiều lô vũ khí viện trợ hiện đại. Động thái này cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt của cuộc chiến vẫn chưa xuất hiện. Trong khi đó, Ukraine còn đang gặp phải nhiều vấn đề về cách sử dụng các loại vũ khí hiện đại và mối lo ngại của các nước phương Tây về việc những công nghệ nhạy cảm này có thể rơi vào tay quân đội Nga nếu chúng bị chiếm giữ. Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24 tháng 2 nhằm phi quân sự và phi phát xít hóa Ukraine. Sau hơn 100 ngày giao tranh, chiến sự giữa hai bên đang diễn ra ác liệt tại vùng Donbass ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga thay đổi chiến thuật, tận dụng tối đa hỏa lực pháo binh để đè bẹp sức kháng cự của lực lượng đối phương có trang bị kém hơn trước tình hình đó nhiều quốc gia phương tây đã gửi vũ khí viện trợ cho ukraine song kiev vẫn cho rằng như vậy là chưa đủ và yêu cầu gửi thêm vũ khí hạng nặng đặc biệt là pháo phản lực tầm xa trước diễn biến chiến trường ở miền đông ukraine hoạt động chuyển giao vũ khí của phương tây đang diễn ra nhộn nhịp hơn bao giờ hết từ những ngày đầu của cuộc chiến mỹ canada và các nước châu âu như anh đức thổ nhĩ kỳ ba lan bỉ italy đã gửi rất nhiều thiết bị quân sự cho ukraine Kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu, hàng loạt vũ khí có năng lực khủng đã dồn về Ukraine. Mới đây nhất là sự hỗ trợ vũ khí từ nước láng giềng Ba Lan, nước này tuyên bố rằng sẽ xuất khẩu lô vũ khí trị giá gần 630 triệu đô la sang Ukraine vào ngày 7 tháng 6 vừa qua. Đây là hợp đồng quân sự lớn nhất trong 30 năm qua giữa Ukraine và Ba Lan. Theo hãng tin RT dẫn lời thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, một phần chi phí cho những vũ khí này sẽ được liên minh châu Âu EU cung cấp. Đồng thời thủ tướng Ba Lan khẳng định rằng Warsaw sẽ dùng khoản thu này để tăng cường năng lực sản xuất trong nước. Ba Lan là một trong những nước viện trợ khí tài quân sự lớn nhất cho Ukraine chỉ sau Mỹ. Đến nay Warsaw đã cấp cho Kiev xe tăng T-72, lựu pháo tự hành Goch, tên lửa không đối không, máy bay không người lái và bệ phóng Rocket Grad. Hồi cuối tháng 5, Ba Lan đã chuyển 18 khẩu pháo tự hành Karab cho lực lượng Kiev. Ngoài ra nước này cũng hỗ trợ đào tạo khoảng 100 pháo binh Ukraina để vận hành chúng. Trước đó ngày 31 tháng 5, Mỹ đồng ý chuyển cho Ukraina hệ thống pháo phản lực cơ động cao M142 HIMARS có tầm bắn khoảng 70 đến 80 km để sử dụng đạn M31 và 300 km khi sử dụng tên lửa chiến thuật. HIMARS là trọng tâm của gói vũ khí đầu tiên trị giá 700 triệu đô la rút từ Quỹ viện trợ quân sự 40 tỷ đô la cho Ukraine được Quốc hội Mỹ phê duyệt tháng trước. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Renikov cũng thông báo Ukraine nhận được lựu pháo tự hành M109 của Mỹ được chỉnh sửa để cho phép binh sĩ Ukraine tấn công các mục tiêu từ khoảng cách xa hơn. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ không gửi cho Ukraine các hệ thống vũ khí tầm xa có thể tấn công lãnh thổ Nga do lo ngại căng thẳng gia tăng. Thưa quý vị, sau hơn 107 ngày khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraine, các lô vũ khí phương Tây đã đến tiền tuyến của Ukraine và ngày càng nhiều lời hứa hẹn. Tuy nhiên, việc huấn luyện binh lính cách sử dụng những thiết bị hiện đại này vẫn đang là một thách thức lớn đối với binh sĩ Ukraine. Theo tờ The New York Times, ngày 6 tháng 6, chiến đấu tại khu vực phía đông bắc thành phố Kherson ở miền nam Ukraine, đơn vị pháo chống tăng của trung sĩ Dimitro Pishanka những ngày qua phải vò đầu bứt tai với chiếc ống nhòm laser công nghệ cao Jim LR của Mỹ cung cấp vì không ai biết cách sử dụng. Jim LR là thiết bị có thể giúp binh sĩ phát hiện các mục tiêu vào ban đêm và cho ra thông số về khoảng cách, hướng cũng như là tọa độ GPS của mục tiêu. Một số binh sĩ đã học được cách để vận hành nó, nhưng sau đó họ bị luân chuyển đi nơi khác, để lại cho đơn vị của Pisanka một chiếc chặn giấy đắt tiền. Theo lời kể của Pisanka, anh đã phải học cách sử dụng thông qua hướng dẫn bằng tiếng Anh, rồi sử dụng công cụ dịch trên Google để có thể hiểu thông tin, nhưng cũng không giành hết. Giờ lãnh đạo Ukraine thường xuyên kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí, trang thiết bị hiện đại cho Kiev đó có thể là tên lửa chống tăng dẫn đường pháp lựu hệ thống phóng rocket có định vị vệ tinh tuy nhiên để tận dụng tối đa các loại vũ khí này binh sĩ ukraine cần phải thanh thục cách thức sử dụng chúng nếu không được huấn luyện kỹ lưỡng những trường hợp như đơn vị của pisanka vướng phải sẽ lan rộng trên quy mô lớn bên cạnh đó chính quyền tổng thống joe biden cho tới thời điểm này vẫn không chấp nhận gửi cố vấn quân sự trở lại ukraine để giúp huấn luyện lực lượng vũ trang nước này sử dụng hệ thống vũ khí mới Thay vào đó, binh sĩ Ukraine sẽ được chọn và cử đi huấn luyện ở nước ngoài. Việc làm này đã gây sức ép nặng nề cho các binh sĩ được cử đi huấn luyện, bởi khi được NATO hướng dẫn cách sử dụng, các binh sĩ phải chạy khắp các khu vực tiền tuyến để hướng dẫn đồng đội. Nhiều người phải học cách sử dụng vũ khí qua video trên mạng. Đây cũng chính là điều khó khăn, lo ngại nếu các video này bị chia sẻ ra ngoài. Cuộc chiến Nga-Ukraine đang bước sang ngày thứ 107, thời gian này được đánh giá là khốc liệt và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky với tuyên bố sẵn sàng đàm phán nhưng không đánh đổi độc lập, khiến cho tham vọng của Nga ngày càng rõ. Đặc biệt, sự viện trợ vũ khí quân sự hiện đại mới đây nhất từ Mỹ và các nước trong khối NATO có thể là bước ngoặt với Ukraine. Ukraine sẽ sử dụng các khí tài quân sự này để đẩy cuộc chiến này lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, nhiều binh sĩ của nước này vẫn đang gặp khó khăn trong việc sử dụng chúng. Bên cạnh đó, giới chức cấp cao của hai nước tuyên bố sẽ sẵn sàng đàm phán nếu hai bên đáp ứng điều kiện của nhau một cách nghiêm túc. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tờ Financial Times ngày 7 tháng 6, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng, tôi vẫn kiên quyết và quyết tâm dù tôi muốn điều đó hay không. Tôi sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin nếu hai bên sẵn sàng thảo luận về việc chấm dứt cuộc chiến này một cách nghiêm túc. Ông cũng cho hay Kiev không có thời gian để thảo luận với Moscow về các vấn đề không liên quan đến việc chấm dứt xung đột, bao gồm việc Ukraine có thể gia nhập NATO. Tuyên bố của Tổng thống Zelensky được đưa ra trong bối cảnh các cuộc giao tranh khốc liệt đang nổ ra ở miền đông Ukraine. Quân đội Nga tập trung lực lượng và khí tài tại khu vực này để triển khai giai đoạn 2 của chiến dịch quân sự với mục tiêu giải phóng hoàn toàn vùng Donbass, đông Ukraine. Trong khi đó, Mỹ và phương Tây đã áp đặt hàng loạt những biện pháp trừng phạt chưa từng có với Nga do chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga làm tổn thương chính nền kinh tế của các nước đó, cũng như gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu. Về phía Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 8 tháng 6 nói rằng, bất kỳ cuộc gặp nào ở cấp cao nhất giữa Nga và Ukraine đều phải hiệu quả và được chuẩn bị kỹ lưỡng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua cũng tuyên bố, cơ hội cho cuộc gặp giữa Tổng thống Nga-Ukraine sẽ chỉ xuất hiện sau khi quá trình đàm phán giữa Moscow và Kiev được nối lại. Ông Lavrov nói thêm rằng, kể từ giữa tháng 4, Ukraine đã không đưa ra phản hồi đối với phiên bản dự thảo thỏa thuận của Nga với Kiev. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko tuyên bố phía Nga sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán với Ukraine ngay sau khi Kiev thể hiện quan điểm mang tính xây dựng và đáp ứng các đề xuất của Moscow. Trong khi đó, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Polyak khẳng định Ukraine chỉ có thể chấp nhận lệnh ngừng bán với Nga nếu Nga rút quân hoàn toàn khỏi Ukraine. Cho đến thời điểm hiện tại, tín hiệu đi đến đàm phán của Nga và Ukraine vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Liệu rằng những động thái mới của các nước phương Tây có làm cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn khi cả hai nước đang dồn lực tập trung vào phía đông của Ukraine? Thưa quý vị, cuộc chiến Nga-Ukraine đã ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống người dân của hai nước cũng như biến động nền kinh tế thế giới. Hy vọng rằng bàn đàm phán giữa Moscow và Kiev sẽ mở ra trong thời gian sớm nhất những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt